Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị, thời gian qua Biển Đông tưởng chừng như lặng sóng, nhưng thực tế không phải như vậy. Trong lúc dư luận đổ dồn vào xung đột giữa Nga và Ukraine ít quan tâm đến tình hình khu vực, thì Trung Quốc lại tạo ra những con sóng ngầm. Những bước leo thang mới gây phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Trung Quốc coi Biển Đông là một cửa ngõ thuận lợi để bành trướng xuống phía Nam, với ý đồ biến đất nước của họ vốn là một đại lục trở thành một quốc gia có cả biển đảo. Với những hành động ngang ngược thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thời gian gần đây, các nước liên tục đưa ra các tuyên bố, các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Cộng đồng quốc tế cũng luôn theo dõi chặt chẽ chính sách an ninh và xu hướng quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên, tất cả những hành động của Trung Quốc phải chịu lại những phản ứng hết sức quyết liệt của Việt Nam. Mới đây, theo những thông tin rò rỉ từ phía Trung Quốc, Việt Nam dường như đã hạ đặt thành công tới tận 3 giàn khoan dầu trước sự bất lực từ phía Bắc Kinh. Vậy cụ thể Việt Nam đã đặt giàn khoan ở đâu, tiềm năng khai thác của chúng như thế nào và tại sao chúng ta lại có thể thực hiện hành động này bất chấp sự chống phá của Trung Quốc? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Theo những thông tin mới nhất, Việt Nam đã âm thầm đưa 3 giàn khoan dầu ra các lô 051A, 051B và DHN4X tới hạ đặt tại khu vực phía Tây Nam của bãi Tư Chính. Theo đó, vừa qua Việt Nam đã bí mật hạ đặt giàn khoan PVD-6 tại mỏ DHN4X tại khu vực phía tây nam bãi Tư Chính. Mỏ này chứa khoảng 5 tỷ tấn dầu và hàng trăm tỷ mét khối khí đốt. Tất nhiên, hành động này không thể thoát khỏi sự theo dõi từ Trung Quốc, cũng như họ đã quá hiểu Việt Nam. Ngay lập tức, Bắc Kinh đã điều 15 tàu dân binh và hàng chục tàu cá đang neo đậu tại Trường Sa và quấy phá. Điều đáng nói ở đây là trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trung Quốc thông báo lệnh cấm đánh bắt cá thường niên năm 2023 ở Biển Đông của chúng ta, bao trùm vùng biển từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc đảo Đài Loan từ ngày 1 tháng 5 cho tới ngày 16 tháng 8 năm nay. Do đó, theo lý thuyết, các tàu cá của nước này sẽ không lảng vảng xa đất liền tới vậy. Cho nên chúng ta có thể ngầm hiểu rằng tất cả những cầu trên đều nằm trong lực lượng dân quân biển của Bắc Kinh, vốn được thành lập nhằm thực hiện những hoạt động của các hoạt động phi pháp một cách bí mật, cũng như tạo thành lực lượng vây cánh, hỗ trợ cho các tàu kiểm ngư và cảnh sát biển của họ. Tuy nhiên, hiện tại là năm 2023 chứ không phải là năm 2014, và Hải quân Nhân dân Việt Nam cũng không còn là một lực lượng nhỏ yếu như ngày xưa. Có thể thấy, chỉ cần liên quan tới Trung Quốc thì lập tức các tàu chấp pháp của chúng ta sẵn sàng lao ra biển để truy cản. Tuy nhiên, ngày 22 tháng 5 vừa qua, Hải quân Trung Quốc đưa 10 tàu quân sự, một tàu ngư chính 5.000 tấn và 7 tàu cảnh sát biển cùng nhiều tàu dân binh để quấy rối nhằm bao vây, cản trở lực lượng chấp pháp của Việt Nam bảo vệ an toàn cho giàn khoan tại lô DHN4X. Ngay lập tức, Việt Nam cũng không ngần ngại tung ra nhiều tàu cá, tàu cảnh sát biển và kiểm ngư để ngăn chặn. Tính tới hiện tại, lực lượng Việt Nam có 3 tàu kiểm ngư, 4 tàu tên lửa tấn công nhanh, 1 tàu hộ vệ tên lửa, 2 tàu tên lửa. Có thể nói chưa bao giờ trong thời bình mà lực lượng hải quân của chúng ta đã được huy động nhiều tới như vậy. Thậm chí có thời điểm, phía Việt Nam cũng không ngần ngại chĩa vòi rồng để sửa tàu cho nước bạn, hoặc thực hiện vài hành động va quệt vô tình. Bên cạnh đó, các chiến sĩ hải quân của chúng ta cũng lợi dụng Philippines quấy rối, thả phao tín hiệu tại bãi Cỏ Mây, khiến Trung Quốc phải phân tán lực lượng. Được biết, khu vực Biển Đông của chúng ta là một vùng biển khá chủ phú về tài nguyên, trong đó dầu khí tuy ít nhưng được nhắc tới, nhưng lại có trữ lượng ước tính đến hết sức khổng lồ. Đến nay thì Việt Nam xác định được 8 bể trầm tích đệ tam trong phạm vi thềm lục địa gồm sông Hồng, Hoàng Sa, Phú Khánh, Cửu Long, Nam Côn Sơn, Từ Chính, Vũng Mây, Trường Sa và Mã Lai, Thổ Chu. Trong đó, bể Tư Chính, Vũng Mây được ước tính có khoảng 800-900 triệu tấn quy dầu. Đây chính là khu vực hiện đang diễn ra nhiều hoạt động tranh chấp, căng thẳng. Chắc hẳn quý vị và các bạn sẽ không thể quên được vụ việc xảy ra tại bãi Tư Chính vào năm 2014. Bãi Tư Chính nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam. Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc chủ quyền của Việt Nam, được xác định theo đúng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Theo Điều 56 của Công ước Liên Hợp Quốc, trong vùng đặc quyền kinh tế của mình, các quốc gia ven biển có chủ quyền đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc không có sinh vật ở đó.
trong vùng đặc quyền kinh tế, quốc gia ven biển cũng có quyền chủ quyền đối với các hoạt động khai thác như là sản xuất năng lượng từ nước, hải lưu và gió. Bởi vậy, mọi hoạt động của nước ngoài trên các vùng biển Việt Nam phải tuân thủ các quy định có liên quan của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, pháp luật Việt Nam và nếu không được phép của Việt Nam đều là xâm phạm vùng biển Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Chiếu theo các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, không quốc gia nào có quyền trịnh thượng, yêu cầu Việt Nam ngừng công việc thăm dò các mỏ dầu ở khu vực Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam. Việc cố tình quy kết Việt Nam tiến hành các hoạt động khoan thăm dò dầu khí một cách đơn phương tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là hoàn toàn vô lý. Bãi Tư Chính có vị trí cận kề với đường hàng hải quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế và công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền trên biển của Việt Nam. Các vùng lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam sẽ hoàn toàn bình thường, ổn định nếu không bị các hành vi xâm phạm bất chấp luật pháp quốc tế gây phức tạp tình hình. Vào giữa năm 2019, các tàu Trung Quốc đã có dịp đối đầu với chúng ta. Việt Nam đã 3 lần đưa ra tuyên bố khẳng định chủ quyền tại khu vực Nam Biển Đông, trong đó có bãi Tư Chính và nhà giàn DK1. Việt Nam đã có nhiều hình thức giao thiệp ngoại giao phù hợp, trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc rút tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn ngoan cố và tiếp tục hoạt động phi pháp. Có thể thấy, Trung Quốc đã đặt ra một dạ tâm nuốt trọn bãi Tư Chính của Việt Nam. Các tàu của đất nước này thường xuyên quấy phá các hoạt động hợp pháp của Việt Nam trong khu vực đặc quyền kinh tế của mình. Nhưng Trung Quốc vẫn phải biết rằng đây không phải là lần đầu mà Việt Nam tiến hành khai thác ở đây. Từ lâu, Việt Nam cũng đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính. Ngay từ những năm 1971, Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã cho tiến hành phân lô đấu thầu thăm dò khai thác. Năm 1988, Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đã phân lô và mời các nhà thầu nước ngoài đến thăm dò, khai thác dầu khí tại đây. Đến năm 1994, Việt Nam cũng đã ký hợp đồng với một công ty năng lượng lớn của Mỹ để khai thác lô dầu khí ở bãi Thanh Long, cũng nằm trong phạm vi bãi Tư Chính. Từ năm 1989 cho đến nay, Chính phủ Việt Nam đã thiết lập cụm kinh tế khoa học và dịch vụ, có các trạm nhà trời, giàn khoan và đèn biển để tạo thuận lợi và hỗ trợ cho giao thông hàng hải, đánh bắt hải sản, nghiên cứu khoa học và các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí. Như vậy, có thể thấy Việt Nam đã thực hiện quyền chủ quyền đối với bãi Tư Chính hoàn toàn phù hợp với luật pháp, cũng như theo đúng Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Sau đó, vào năm 2019, chân đế giàn khoan khai thác Idemitsu Kosan nặng 14.000 tấn, lớn nhất từ trước đến nay, vừa hoàn tất quá trình lắp đặt tại thềm lục địa phía nam của Việt Nam. Giàn sao vàng Đại Nguyệt thuộc lô 051B và 051C, mỏ này được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trữ lượng từ ngày 4 tháng 8 năm 2016 để làm cơ sở cho việc triển khai phát triển. Tiếp đó, ngày 7 tháng 3 năm 2017, Bộ Công Thương có quyết định phê duyệt kế hoạch phát triển đại dương dự án sao vàng Đại Nguyệt do công ty Idemitsu Kosan Nhật Bản làm đại diện chủ đầu tư. Hai mỏ sao vàng Đại Nguyệt lần lượt nằm ở các lô 051B và 051C ở bể Nam Côn Sơn, cách bờ biển Vũng Tàu khoảng 350 km về phía đông nam, ở mực nước sâu khoảng 120m. Dòng khí sao vàng Đại Nguyệt lần đầu tiên dự kiến về bờ vào cuối năm 2020 với tổng trữ lượng khí khai thác dự kiến là 16 tỷ mét khối khí, sẽ góp phần tăng sản lượng khí lên khoảng gần 5 triệu mét khối khí mỗi ngày, bổ sung cho các nguồn khí hiện hữu đang suy giảm để cung cấp và đáp ứng nhu cầu của các hộ tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Bộ. Hiện tại, Hải quân Việt Nam bên cạnh việc hiện đại hóa cực kỳ nhiều với đủ các loại tàu từ tàu ngầm, tàu phóng tên lửa cho tới tàu khu trục. Trong bảng xếp hạng sức mạnh của Hải quân Thế giới năm 2021 của Global Firepower, Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 38 toàn cầu và thứ 5 ở khu vực Đông Nam Á với 65 tàu chiến các loại. Cũng theo Global Firepower, bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên số liệu tàu chiến có trong biên chế hải quân các nước, không bao gồm hợp đồng mua sắm vũ khí mới hoặc đang được phát triển. Bên cạnh sự kiên quyết của các chiến sĩ hải quân trên mặt biển, Bộ Ngoại giao Việt Nam trong ít ngày qua đã triệu tập đại sứ Trung Quốc để gửi công hàm yêu cầu các tàu Trung Quốc rút tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của nước ta. Việt Nam đưa ra các biện pháp ngoại giao cứng rắn không dưới 10 lần, nhưng phía Trung Quốc vẫn lờ đi. Việt Nam hiện nay đã khác xưa rất nhiều, ít nhất là so với năm 2014. Về lực lượng hải quân, Việt Nam đã bước đầu xây dựng thành công 5 thành phần lực lượng chiến đấu, gồm tàu mặt nước, tàu ngầm không quân, hải quân, pháo binh, tên lửa bờ, hải quân đánh bộ. Đặc biệt, hiện tại hải quân Việt Nam có trong biên chế 6 tàu ngầm tấn công lớp Kilo hiện đại do Nga chế tạo. Chiếc tàu đầu tiên được đưa vào trang bị từ năm 2014.
biến nước ta là quốc gia duy nhất sở hữu các tàu ngầm có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công vào các mục tiêu trên đất liền cho đến trên biển bằng tên lửa hành trình Kalib. Mặc dù tất cả vẫn còn nhỏ so với Trung Quốc, nhưng trong phạm vi Biển Đông cũng đủ để khiến Trung Quốc đại lục phải e dè khi phải đối đầu với những cuộc chiến quy mô vừa trở xuống. Bên cạnh đó, Việt Nam hiện nay đã không hề đơn độc khi đối đầu với Trung Quốc, đặc biệt là trong tình hình thế giới đang có những xung đột phức tạp, nhất là Mỹ và Trung Quốc. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.